Kia Soluto 2019 số sàn bản đủ một chủ mua mới anh chị 70.000 cây số xe mới tinh rất là mới anh chị mới quá mới luôn bán cho anh chị với mức giá là 318 triệu ha 318 triệu Kia Soluto 2019 rất là mới anh chị ơi một chủ mua mới từ đầu vỏ lớp thì quá ok biển số 1896693A là Bình Phước nha anh chị xe này đẹp từ trong ra ngoài ha nội thất cũng vậy ngoại thất cũng vậy đẹp lắm 4 thắng đĩa ABS luôn nha gương chỉnh điện bản đủ nha anh chị bản đủ thì nó gồm có 4 thắng đĩa và mâm đúc bản thiếu thì nó có hai thắng đĩa và mâm sắt đây là bản đủ xe này thì đăng kiểm còn tới tháng 4 2024 mình thùng nước sơn thì khỏi phải nói rồi rất là mới nha anh chị mới lắm máy rin 100 phần trăm rồi anh chị coi nè đèn đuốc nó sáng trưng luôn rất là đẹp anh chị ạ rất đẹp tâm bán cho anh chị với mức giá là à, 318 triệu bao rút hồ sơ nha xe này thì anh chị khỏi coi cũng được ngồi ở nhà đi tâm đưa xe tới tặng nhà cho nhà mình sử dụng ha bởi vì tâm cảm nhận được là xe này là một cái xe nó rất là đều nó đều từ A tới Z luôn anh chị cái ghế tài nè ghế phụ nè nội thất nè trần đã lên 5D rồi nhìn nó sạch trơn à đã lắm vô lăng nè vô lăng thích hợp anh chị người ta làm cái tràng đẹp dày mà cứ phải chê quá đẹp anh chị nhìn cái tràng này. đẹp tinh rồi Bản lời nè bảy màu luôn ốc tán nè sản xuất năm 2019 nha anh chị sản xuất 2019 ừ. ốc tán bản lời mới lắm anh chị ơi keo chỉ keo bọng là riêng hết nha Xe này thì bên Tâm bán cho anh chị là à, 318 triệu ha. Bao cho anh chị rút hồ sơ nha. Xe này chính chủ công chứng về Tâm rồi. Nên anh chị khỏi lo về mặt giấy tờ pháp lý nha. 10 chiếc như một Tâm đều rõ ràng về mặt pháp lý lắm luôn. Đó, ký giấy rút hồ sơ là một nốt nhạc. Không có lèo tèo ha. Hôm nay có bộ luật sửa đổi mới rồi. Hồ sơ hiện nay là chưa đang hơi chưa có đưa vào hoạt động bình thường Nên nay mua xe thì khoảng 10 ngày nữa rút hồ sơ là đẹp Còn không thì rút luôn cũng được anh chị Nhưng mà Bình Dương hiện nay là chưa nhận hồ sơ Bình Phước nhận hồ sơ bình thường Như xe này là rút hồ sơ bình thường nha anh chị Ốc tán bản lời, cửa nẻo cốp cabo đẹp tuyệt vời ưng ý anh chị ơi. Xe này là có xe tâm dụng từ ưng ý cho anh chị mình dễ hình dung nha. Ưng ý là nhìn là biết là cũng có thể hiểu được cái sản phẩm nó làm sao mình mới dùng tự ưng ý nha. Nó đều xe hết từ đầu tới đuôi luôn anh chị. Nó đều từ đầu tới đuôi luôn. Nó sạch và xe này đặc biệt có cái nó không quay về đắt đỏ nha. Nó sạch tinh à. Bô nó trắng tươi anh chị. Mình thùng gầm bệ nó đẹp lắm. tâm bán cho nhà mình là à, 318 triệu bao rút hồ sơ nha anh chị. Bao rút hồ sơ. Ký giấy mua bán rút hồ sơ sang tên là đơn giản một nốt nhạc nha. Ốc tán bản lời nè. Đẹp tinh luôn. xe đều và đẹp ha đều đẹp ưng ý anh chị bảo đảm lên thấy cái xe này là vừa ý liền nó có cam ve có màn hình có cam ve à, nội thất ngoại thất đẹp 10 chiếc như một nha dán cái phim cách nhiệt ở sau này lúc nào nó cũng đùng nó chịu ánh nắng hay là dán phim giảm không biết nhưng mà Vios không bị à, Hyundai không bị Toyota không bị mà cái thằng Kia này dán cái, cái kiến sau này lên lúc nào nó cũng bị dập dập thì đi dán lại cái này đẹp mà nó bị dập cái 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 phim á mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý 4 lít cho đường trường và 5 7 cho hỗn hợp động cơ là 1.4 hộp số sàn bản đủ xe đẹp anh chị xe này tâm cảm nhận là xe ok ở đô 70 000 qua lăng cần số rất là đẹp chìa khóa còn được hai cái đăng kiểm thì còn tới tháng 4 2024 rồi mọi công năng chức dụng là đang ở một cái trạng thái tốt chỉ còn chờ anh chị đến đón em nó về là sử dụng thôi chứ chả phải làm gì hết nó đều và nó đẹp từ đầu tới đuôi anh chị đều đẹp từ đầu tới đuôi mình thùng nước sơn ưng ý đèn đốt sáng trưng có đèn led luôn bản đủ nha bản đủ anh chị 318 giá quá tốt mà. lúc trước xe này phải 38 39 nó giảm 6 70 triệu chiếc xe đó anh chị giảm 6 70 không chín còn số tự động là phải 42 43 giờ xe này giờ chỉ còn có 318 triệu thôi anh chị thấy cái xe ưng ý không không có dính đắt đỏ gì luôn nó mới tin nè à. nè từ cái chỗ thấp nhất cái vị trí thấp nhất luôn cũng không có đắt đỏ luôn Nói chung là 93 nhưng mà xe này ở đường nhựa nhiều anh chị đường nhựa không có đắt đỏ Xe ổn chuẩn mới có thắng ABS luôn nha đó cục đó là ABS đó bốn bánh cửa cốp cabo chưa mở xe chuẩn rồi đô xe xịn anh chị không lỗi lầm chưa đâm va không bao giờ ngập nước riêng từ A tới Z bao cho anh chị kiểm tra chết test, test mọi hình thức nha xe nguyên riêng nha anh chị 318 triệu alo cho Tâm để sở hữu con xe này ha Kia Soluto số sàn bản đủ 2019 70.000 cây số xe nguyên riêng không lỗi lầm cam kết với anh chị là xe không lỗi lầm và máy móc nguyên riêng nha bảo hành cho anh chị động cơ hộp số nha bán cho anh chị luôn 318 triệu đến với ô tô di tâm chọn sản phẩm này về sử dụng gia đình tuyệt vời rồi tâm xin kết thúc video ở đây hẹn gặp lại cô chú anh chị bà con nha